Bạn thân mến, có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đạp. Nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết đoạn đường, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực. Một vài khoảnh khắc, một khoảng thời gian nào đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng có cảm giác mỏi mệt. Đôi khi những khó khăn của cuộc sống khiến ta muốn buông bỏ tất cả. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Thế nhưng trong muôn vàn bất trắc của cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Duy chỉ có một điều vẫn tồn tại ở đó, chính là sự lựa chọn thái độ sống. Một thái độ sống tích cực sẽ khiến bạn thêm yêu cuộc sống này và càng trân quý hơn những phút giây được sống. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Còn cuộc sống thì chẳng đợi chờ ai cả. Cứ như thế, liên tục trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục. Chúng ta cứ tất bật, cứ mê mải chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì. Lúc này đây, sự đau khổ cùng cực sẽ chiếm lấy trái tim bạn, làm bạn chông chênh rồi ngã khuỵu. Đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này luôn cho bạn một món quà, đó là ngày mai. Quan trọng là chính bản thân bạn có đón nhận hay không. Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng, nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt của vấn đề, thấy được phương hướng, kết quả giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu thấy cái xấu, ta có khả năng biến cái xấu thành cái tốt, luôn luôn hướng đến hành động để làm mọi sự tốt hơn. Chỉ cần bạn thay đổi một chút góc nhìn của mình về cuộc sống này thì chắc chắn nó sẽ không phụ bạn. Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí, sự bình yên sẽ ôm lấy bạn, sự ấm bạn làm bạn hạnh phúc. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc phải tiến về phía trước. Suy nghĩ tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước, từ đó có thêm động lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công. Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để đưa ta đến với sự thành công, nhưng đó lại chính là con đường dẫn ta tới thành công. Bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản, tuyệt vọng. Có rất nhiều người chọn cho mình những cách khác nhau để thêm yêu cuộc sống này. Tôi cũng chọn cho mình sự lạc quan từ những điều bình dị nhất. Học cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, quan tâm đến những người xung quanh, làm việc tốt. Bắt đầu ngày mới với năng lượng yêu thương tích cực để nhận lại một ngày tràn đầy niềm vui. Dù đêm hôm qua bạn có phải thức khuya cùng mớ công việc hay khóc đến thiếp đi vì một câu chuyện đau lòng, thì buổi sáng thức dậy bạn vẫn cần giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nhất. Dậy sớm một chút, tập thể dục, hít thở không khí trong lành, nhâm nhi một tách cà phê nóng và đọc vài thông tin tốt lành. Mặc những bộ đồ đẹp nhất khiến bản thân mình nổi bật nhất trước khi rời nhà. Như vậy tinh thần bạn sẽ trở nên thoải mái, sảng khoái hơn rất nhiều. Người lạc quan không chỉ là người có suy nghĩ khác, tích cực hơn, mà còn phải là người có thể chất tốt. Chỉ khi khỏe mạnh thì đầu óc mới trở nên minh mẫn và suy nghĩ được những điều tích cực. Ăn uống đủ chất, tránh những thực phẩm chứa chất kích thích, ngủ sớm và dậy sớm hơn, tập thể dục đều đặn chính là một yếu tố quan trọng giúp bạn giải tỏa những mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Xong, việc tạo cho bản thân một môi trường sống lạc quan cũng rất quan trọng. Thay vì thường xuyên gặp gỡ những người hay tiêu cực, thì bạn hãy thử làm quen những người có thể lên dây cót tinh thần cho bạn, thúc đẩy và tiếp thêm nguồn năng lượng lạc quan cho bạn. Bạn cũng nên nghe những bản nhạc, đọc những cuốn sách hay, xem những bộ phim mang tính xây dựng tích cực để truyền cảm hứng cho cuộc sống của mình. Cuộc sống chúng ta là những chuỗi những sự kiện có muôn màu, muôn vẻ. Bạn có thể gặp chuyện buồn, chuyện vui, thành công hay thất bại. Con người chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều điều về cuộc sống để có thể nắm bắt được bản chất thực sự của nó. Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp. Nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung và thái độ sống tích cực. Bạn thân mến, khi bước chân ra đời, có lẽ chúng ta đều sẽ giống nhau, không ngờ rằng xã hội lại phức tạp hơn cả những gì mình tưởng. Không biết ngày còn bé bạn có giống với tôi không?
được một viên kẹo thôi, cả bầu trời âm u cũng trở nên rực rỡ. Ước mơ thuở ấy đơn giản lắm, mau chóng trưởng thành, mua thật nhiều kẹo ngon ăn. Thế mà khi đã lớn rồi, sự mong mỏi ngày ấy xa tắp một hơi, khi nào chẳng rõ. Có những lần được đồng nghiệp cho cái kẹo, lúc nhận một bộ dạng vui vẻ lắm, sau đó không ăn, đem về tận nhà. Tôi cứ tưởng rằng tôi không nỡ. Từng ngày trôi qua, vô tình tìm được trong góc nào đó, những viên kẹo sớm đã không còn ăn được nữa. Mới đầu còn tiếc lắm, nhưng thời gian lâu dần, cảm giác đó cũng biến mất, vô tâm vô phế ném đi. Bây giờ tôi mới biết, vốn dĩ không phải là không nỡ, chỉ là kẹo ngọt quá, tôi sợ sự ngọt ngào ấy tan trong miệng, ngấm vào đáy lòng, đem tất thảy mệt nhoài uất ức mà bấy lâu dồn nén, hóa thành nước mắt. Khi bước chân ra đời, có lẽ chúng ta đều sẽ giống nhau, không ngờ rằng xã hội lại phức tạp hơn cả những gì mình tưởng. Sau khi đi làm một năm, tôi thân với một chị, ít nhất là tôi đã nghĩ thế. Nhưng đến một ngày, tôi vốn đi rửa tay, lúc nhìn chính mình trong gương, khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng. Chính là cô áo bị cuốn vào trong, ngẩn người, trong đầu đều là hình ảnh mới vừa rồi, tôi cùng chị cười cười nói nói. Cuối cùng cũng hiểu cái đảo mắt của chị, hóa ra chị đều nhìn thấy hết, thế nhưng chưa từng có ý nhắc nhở tôi, là vì sao? Tôi không hiểu, có phải hay không tôi không đủ tốt? Phụ nữ coi trọng ngoại hình như sinh mạng vậy. Tôi biết tôi cũng đâu ngoại lệ, cho nên phàm là người có một xíu quen biết thôi, tôi đều có ý tốt nhắc nhở một chút, càng đừng nói đến quen biết đã lâu. Đều nói thái độ của bạn quyết định thái độ của đối phương, còn tôi dốc lòng như thế lại chẳng đổi được một lần thương xót. Có lẽ thứ khiến mọi người để ý cùng chuyện làm tôi lưu tâm không giống nhau. Đi làm nhiều năm, gặp đủ kiểu người, trải qua bao lần khốn đốn rồi, bây giờ nhìn lại, đó chẳng qua chỉ là một nốt nhạc đệm. Nhưng mà tôi thừa nhận, nốt nhạc ấy đã từng có một thời gian khiến tôi lâm vào mê man. Trong lòng có một vết xước không cách nào lành lại, mỗi ngày đều kìm nén bản thân, sợ một chớp mắt thôi, bóng tối huy nơi đáy lòng sẽ khuếch tán ra ngoài. Sợ bỗng một ngày nhìn thấy sự chật vật của người khác, có lẽ chỉ cần nói một câu thôi, nhưng vẫn chọn im lặng mà lướt qua. May thay, vô tình tôi đọc được một câu hỏi. Thật lạ, chỉ là một câu hỏi, thế nhưng lại đem u ám trong tôi dìm chết. Chẳng lẽ bởi vì người khác ác nên tôi không được lương thiện sao? Mặc dù tính chất không giống nhau, nhưng cơ bản cũng không sai biệt. Chúng ta đều là phiên bản duy nhất, vậy nên không cần vì ai hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi sơ tâm của mình. Thật sự khi chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Nói vậy có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi chính là loại người giúp 100 lần thì không nhớ, không giúp một lần liền ghi thù. Nhưng chuyện không rơi trên người bạn, đừng nói thì không đau eo. Điều mà bản thân trước giờ tin tưởng trong phút chốc ầm ầm sụp đổ ngay trước mắt là chỉ vì một vết nứt nhỏ thôi, ai cũng khó mà tiếp nhận. Nếu không lấy thuốc đúng bệnh, ngã rẽ bạn chọn phía trước, nó không chừng là vực sâu không thể quay đầu. Bởi vì bất mãn cấp trên, sau đó chị chuyển bộ phận công tác. Mặc dù cùng công ty, nhưng mỗi người đều có việc, ngẫu nhiên mới gặp gỡ cũng coi như dễ chịu. Tôi nhớ ân tình của chị, càng không quên được ánh mắt chị ngày đó. Thời gian lâu dần, mọi thứ mờ nhạt, xem nhẹ là tốt rồi. Thật ra khoảnh khắc đọc được câu hỏi kia, tôi đã không còn giận chị nữa, vì tôi đã hiểu đó là lựa chọn của chị, như tôi có lựa chọn riêng của tôi. Tự tế ngay từ đầu đã là một loại lựa chọn. Chẳng qua tôi cũng hiểu, ngày sau e rằng nhiều thêm một bức chắn vô hình không hề mong đợi, ít đi một người có thể thoải mái sẻ chia. Mặc kệ đời cho bạn hạnh phúc hay đau khổ, đó đều là để bạn nhìn thấu hồng trần, không phải khiến bạn gặp gỡ ai, đúng chuyện gì cũng nghi nghi ngờ ngờ, ngày qua ngày không vui vẻ. Kể cho bạn nghe một câu chuyện, tôi quen hai người bạn, Thư và Kiều, tình cảm của họ rất tốt. Tạo hóa trên người, họ cũng thích một người, nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là thời điểm không giống nhau. Ba người họ học cùng lớp chuyên ngành, như sự theo đuổi nhiệt tình của Thư, cuối cùng Vũ cũng đồng ý. Họ trở thành một đôi tình nhân suốt năm nhất đại học, cả hai đều là mối tình đầu. Cùng năm đó, Thư bắt chuyện với Kiều, sau đó vô tình phát hiện họ rất hợp ý, thế là ngày càng thân thiết hơn. Mắt thấy kỳ nghỉ hè đầu tiên đến gần, Thư và Vũ lại chia tay. Khoảng thời gian đó đối với Thư rất tăm tối, cũng may còn Kiều ngày ngày bên cạnh an ủi.
cả hai như hình với bóng, tình cảm tốt đến mức tôi cũng có chút ghen tị. Năm tháng thôi đưa, vốn tưởng mãi tốt đẹp như thế, cho đến đêm hôm ấy, Thư gọi cho tôi. Khi đó chúng tôi sắp phải bước sang năm cuối, một năm học đầy gian truân, mười mấy năm đèn sách đều trông cậy vào đó. Câu đầu tiên tôi nghe được chính là hai người họ thích nhau. Trong tiếng ngàn hẹn của cô ấy, lòng tôi thầm hoảng hốt. Tôi không biết cô ấy muốn nói tới ai, nhưng dự cảm rất không tốt chợt bủa vai tôi. Thật ra thời gian gần đây tôi vô tình phát hiện Kiều và Vũ có đôi khi vô tình cố ý nhìn nhau từ xa xa. Mặc dù trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt của cả hai đều ẩn ẩn dịu dàng. Người ta nói người có tình đáy mắt sẽ không giấu giếm được. Giống như dự cảm, Thư đã biết, còn là cô ấy tự mình biết chứ không phải từ Kiều. Tôi thấp thỏm hỏi lại, cậu định thế nào? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi cũng lặng lẽ đợi. Còn thế nào, người ta đều đã thích nhau rồi, tôi còn có thể thế nào? Cô ấy khàn giọng hỏi lại, mà cũng không phải là đang hỏi. Tôi không biết phải làm sao, bối rối mở lời. Cậu quyết định thế nào tôi cũng đều tôn trọng, chỉ là vẫn có vài lời muốn nói. Bên kia không lên tiếng, chừng một phút đồng hồ, tôi cũng sắp xếp xong từ ngữ. Cậu cũng có người mới rồi, tôi biết cậu không quên được người cũ, nhưng cậu cũng không thể không tiến về phía trước, đúng không? Nếu cậu chọn không tha thứ cũng tốt, từ nay dứt khoát quên anh ta đi, tiếp nhận người mới, cậu chấp nhận cũng được. Biết đâu Vũ ở trong lòng cậu sẽ chỉ còn lại vị trí bạn cũ. Sau một hồi vẫn không nghe được âm thanh gì truyền tới, tôi khẽ khẽ thở dài. Tình cảm quả nhiên dày vò người. Cuộc gọi cứ thế kết thúc, cô ấy cần thời gian, mà có thể sẽ là rất dài. Một tuần sau đó, năm học mới chuẩn bị bắt đầu, tôi gặp lại họ. Hai cô gái ấy xanh bước dưới hàng cây và sương nắng trượt dài trên mái tóc. Mọi chuyện nhìn qua vẫn ổn, chỉ trừ bầu không khí có điều kìm nén. Lúc đó tôi nghĩ, Thư thật kiên cường, cô ấy vậy mà vẫn quyết định chấp nhận tha thứ. Nếu đổi lại là tôi không chắc mình sẽ làm được. Kiều và Vũ vẫn không công khai, chỉ là họ nhìn nhau nhiều hơn chút, lâu hơn chút. Những tưởng là thế, mọi thứ lại không dừng ở đó. Một vài người trước nay không hợp với Thư, biết chuyện lại cố ý tìm đến cô ấy. Nói cái gì mà cậu lương thiện thật đấy, là tôi sẽ không chỉ bỏ qua thế đâu. Tôi không quen bọn họ, thời điểm đó cũng không có mặt, bằng không nhất định xông lên vả một cái thật kêu. Đều là kẻ ngoài cuộc, dựa vào cái gì mà phán xét chỉ trích. Đúng là Kiều không tốt, nhưng chỉ có người chịu tổn thương là Thư mới có cái quyền mắng cậu ấy. Muốn dồn người khác đến mức suy sụp tinh thần, còn nhỏ như thế, lòng dạ thật sâu. Thư bây giờ dù nhìn qua đã chấp nhận, nhưng tôi biết, và Kiều hẳn cũng biết, trạng thái tinh thần của Thư rất yếu ớt. Nếu nghe phải mấy loại lời đó, dù ít dù nhiều, không chừng cô ấy sẽ sụp đổ theo chiều hướng tồi tệ. Bạn đi một thời gian, tôi muộn màng nhận ra, không biết chính xác từ khi nào, Thư và Kiều đã không còn đi cùng nhau, cũng không nói chuyện với nhau nữa. Thư thậm chí còn không buồn nhìn khi Kiều lướt qua. Trước đây sánh bước chung đường, bây giờ Kiều mỗi ngày đều lẳng lặng đi sau Thư một khoảng dài. Người không biết tuyệt đối sẽ nghĩ quan hệ giữa họ chỉ là hai kẻ xa lạ. Ánh mắt Thư rất bình thản, đến mức tôi cũng không dám nhìn thẳng, bởi sự bình thản ấy bao bọc một tầng u ám cùng lạnh nhạt. Cô ấy trước đây hoạt bát vui vẻ, ngốc nghếch ương bướng, khắp nơi lại được Kiều từng chút nhẫn nại, vừa dụ dỗ hù theo, vừa bóng gió khuyên bảo. Cô ấy bây giờ đã biết ở trước mặt người khác cạnh khóe chầm chọc. Những lúc như thế tôi rất khó chịu. Thư nói câu nào ẩn ý tôi liền chột dạ nhìn về phía Kiều. Chỉ thấy cô bạn trầm tĩnh ngày nào, cúi đầu không động, cứ ngồi yên ở đó nghe người ta chỉ cây dâu, mắng cây hòe. Có một ngày, dường như Thư rất khó chịu, cô ấy ác ý nói rồi lại nói không ngừng. Từng câu từng chữ tôi nghe cũng thấy nghẹn. Sau khi tan học, Kiều rời khỏi đầu tiên, tôi âm thầm đi theo sau. Ra khỏi sân trường, hoàng hôn đổ bóng. Cô bạn mà trước nay ở trong ấn tượng của tôi chưa từng mất khống chế bao giờ, nay lại mặc cái nhìn của người qua đường, vừa đi vừa khóc. Tôi đứng từ xa, nhìn Kiều bỏ qua hình tượng ngồi bệt xuống bãi cát trắng của biển cả, từ đầu vào góc dương co mình lại.
Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, đèn đường đã rực rỡ tần tần. Mặc Kiều vẫn cuộn mình ngồi đấy. Sau một lúc Vũ tìm được cô ấy, tôi mới lặng lẽ rời đi. Tình cảm khó nói, nhưng Kiều đã chứng kiến cả cuộc tình của Thư và Phụng mà cô ấy lại dấn thân vào. Nên mắng Kiều ngu ngốc hay trách trời cao khéo an bài? Thư từng nói vốn dĩ con dao đã cùng với máu thịt của tớ hòa làm một, nhưng cố tình lại bị người tàn nhẫn rút ra, lần nữa huyết nhục mơ hồ. Khi mà lòng tin bị xé toạc, giống như thủy tinh đã vỡ, không cách nào trở về như thuở ban đầu. Một ngày trước khi quan hệ của cả hai hoàn toàn vỡ vụn, hôm đó Vũ đưa Kiều về tới dưới ký túc. Kiều không về ngay, lại lặng lẽ đứng đợi Thư để cùng về phòng. Tiệc của Thư kết thúc chậm hơn 10 phút. Trời nắng chang chang, Thư từ xa nhìn một hồi lâu mới chậm rì rì tiến tới hỏi. Đứng đây làm gì? Đợi cậu cùng về. Kiều nhìn Thư thấp giọng đáp. Nhưng mà vào tai Thư lại không dễ chịu chút nào. Không nhịn được chua xót, Thư chăm chọc. Chứ không phải đợi Vũ à? Dứt lời xách túi, dẫm lên bậc thang trở về phòng. Nghe nói Kiều đã đứng đó một lúc lâu mới nhấc bước. Đây đều là chuyện rất rất lâu sau này, tôi nghe Thư kể lại. Một bên vùi mặt vào luận văn tốt nghiệp, một bên lao đao đi tìm nơi thực tập, bận đến quên mất trời trăng mây gió. Hôm ấy tôi đến thư viện tìm tài liệu, tình cờ nhìn thấy Kiều cùng Phụng. Phụ nắm tay Kiều che chở cô ấy sau lưng, né dòng người đang ngược hướng tiến về thư viện. Kiều cúi đầu không nhìn bất cứ ai, trên tay ôm hai cuốn sách. Cô ấy cũng không nhìn thấy tôi. Lúc lấy được sách tôi rời đi ngay. Khi ngang qua hàng cây dưới sân trường, lờ đãng nhìn quanh, bóng dáng Kiều rơi vào tầm mắt tôi. Cô ấy ngồi lặng lặng ở đó, một trang sách mà mãi vẫn không lật sang. Bên cạnh là cuốn còn lại, có vẻ Vũ sẽ quay lại trong chốc lát. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi qua. Đã lâu không gặp, tôi chậm chậm nói, như sợ Kiều sẽ không nghe thấy. Qua mấy giây, cô ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đều là kinh ngạc. Cổ họng tôi chật trào xót xa, tôi hít sâu nhìn xuống, xúc động trong lòng. Đã từng tốt đẹp như thế. Kiều lần nữa cúi đầu nhìn sách trong tay, khép lại, cũng đem cuốn sách bên cạnh bỏ chồng lên chân, ngẩng đầu kéo khóe môi cười nhìn tôi. Cậu ngồi đi. Cả hai nhìn những sinh viên khác tới lui đùa giỡn, im lặng không nói câu gì. Cuối cùng tôi nhìn không được. Tôi tưởng cậu sẽ không công khai tới lúc tốt nghiệp đấy. Kiều vuốt bìa sách trong tay, giọng nhẹ bẩn tan vào làn gió. Bọn họ chán ghét tớ như thế, tớ cũng muốn làm chút chuyện để họ ngột ngạt không thoải mái. Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười lại chẳng chạm tới đáy mắt. Kiều này, cậu có hối hận không? Tôi đã muốn hỏi câu này từ trước rồi, bây giờ mới đủ can đảm hỏi cô ấy. Liệu cô ấy có từng hối hận không? Kiều ngẩng mặt nhìn trời xanh thăm thẳm, thu lại nụ cười vốn chẳng có mấy phần rạng rỡ. Hối hận? Đáng lẽ Thư phải là người đầu tiên biết chuyện từ tớ. Đáng lẽ mọi thứ nên là tớ hứng chịu. Lúc nói lời này, có lẽ ngay cả bản thân Kiều cũng không nghĩ tới. Nó cho Thư biết nó cái gì. Nó thích Vũ, mong Thư buông xuống quá khứ để theo đuổi Vũ. Nể tình họ là bạn thân mà chúc phúc cho cả hai sao? Loại lời này mấy người nói ra được. Còn có không ai biết sau khi nói ra kết quả sẽ thế nào. Chỉ có một điều là chắc chắn, kể từ khi đó quan hệ của cả hai sẽ có một vết nứt lớn. Thời điểm đó tôi cũng không hề biết, mãi cho đến rất nhiều năm sau. Hóa ra Kiều và Vũ khi đó thích nhau, họ cũng đã mơ hồ cảm nhận được tình ý của đối phương, nhưng không ai phá vỡ tấm chắn mong manh vô hình đó cả. Bởi vì quá nhiều vướng mắc. Nếu không phải Thư nhìn thấy nhật ký trò chuyện của họ trong điện thoại Kiều, có lẽ họ sẽ chỉ lặng lẽ thích nhau, sau đó ra trường, đem chút tình cảm không thể nói ra chôn xuống, bắt đầu một cuộc đời không còn giao điểm. Tôi chẳng thể nói thêm được gì, suy cho cùng vẫn là người ngoài cuộc. Ngồi thêm một lúc tôi mới tạm biệt Kiều. Lúc quay đầu tôi phát hiện không biết từ lúc nào Vũ đã ngồi cách chúng tôi hai hàng ghế, cậu xem điện thoại trong tay, lặng lẽ đợi chúng tôi nói chuyện. Tôi nặng nề rời đi với ngổn ngang suy nghĩ, cho đến khi không nhìn rõ hai bóng hình phía sau,
tôi mới hoảng hốt nhận ra. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Kiều chưa từng tìm tôi tâm sự hay nhờ vả điều gì, cũng không bao biện cho chính mình, càng không qua lại với người bạn nào khác. Có lẽ cô ấy chọn cô độc để trừng phạt chính mình, hoặc cũng có thể là sợ hãi. Sau đó tôi không gặp lại Kiều nữa. Lễ tốt nghiệp hình như có đến, nhưng cố tình đi một vòng cũng không gặp. Vũ cũng không thấy đâu, mà Thư đối với chuyện tốt nghiệp cũng không mấy hào hứng. Với tính cách trước kia của Thư, nhất định là ầm ĩ lôi kéo Kiều đi chụp ảnh khắp nơi. Tiếc là người này đã khác. 2 năm sau đó bận kiếm tiền, kiếm tìm tình yêu giữa thế gian rộng lớn. Tiền thì có đấy, mà tình nhân là chưa một lần xuất hiện. Một chiều tháng 4 ngọt ngào, Thư hẹn tôi đi ăn lẩu. Chúng tôi gọi thêm mấy lon bia, ăn no uống say lại bắt đầu luyên thuyên chuyện cũ. Đêm hôm ấy Thư khóc rất nhiều, tôi cũng bị cô ấy làm cho khóc theo. 2 con sâu men ôm nhau khóc, mặc kệ bao người đang cười. Hôm sau tôi ngủ liền tới trưa, đầu nặng trĩu, đôi tay đặt lên ngực trái, nơi đó cũng rất nặng nề. Tôi lại nhớ những lời đêm qua Thư nói, nước mắt lần nữa lăn dài, khóc cho tình cảm không thể nói. Ngày tháng đó Thư ở trước mặt Kiều nói đủ lời thương tổn, thì ra là không muốn chính mình nợ Kiều thêm cái gì, không muốn vướng bận tình cảm của người khác. Ai mà không có quyền mưu cầu hạnh phúc, Thư biết mình đau một thì Kiều đau hai. Dù sao cô ấy chỉ là yêu đương thôi, lại phải chịu bao người soi mói. Kiều làm Thư thất vọng, nhưng tình cảm của Kiều trước nay đều là thật, ai cũng không thể phủ nhận. Thư hiểu cô ấy cái gì cũng hiểu, chồng tổn thương chồng chất tổn thương để cho cả hai lối thoát. Hình như tôi từng nghe trong một câu hát, thật buồn cười, cái tổn thương lại đi tổn thương người khác. Mỗi người một cách, bản thân chúng ta không giống nhau, cách thể hiện cũng không giống nhau, nhưng họ vẫn lặng lẽ lo cho người kia, đã thế còn không chịu nói rõ ràng, hại người ngoài như tôi vừa tức vừa đau. Hiện tại chỉ đành nhờ cậy trời xanh để họ gặp lại, không như ban đầu cũng được, miễn là có thể hỏi thăm 2 câu. Hy vọng cả 2 đời này bình an vui vẻ, không gì nuối tiếc. Chỉ hy vọng bản thân thời thời khắc khắc hiểu được, đời người khó lường, lòng người khó đoán. Hôm nay lại cố gắng hơn hôm qua một chút, ngày sau nhiều thêm một phần bản lĩnh, đương đầu với sóng to gió lớn chốn nhân gian. Bạn thân mến, 1 phút có 60 giây, 1 giờ có 60 phút, 1 ngày có 24 giờ và 1 năm sẽ có 365 ngày. Hãy dùng khoảng thời gian của mình thật xứng đáng. Thời gian thì không thực sự quay lại được, nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian thật đẹp. Và chúng ta còn trẻ mà, hãy làm những điều mình muốn. Đời người chỉ sống một lần mà thôi. Có một điều mà ai cũng sẽ thấy đúng, đó là thời gian của chúng ta trôi qua thật sự nhanh. Thời gian không hề chờ đợi chúng ta, không phải vì nó muốn hay không, mà nhiệm vụ của nó đã được định sẵn rằng phải luôn luôn vận động tiến về phía trước, đi về tương lai. Chúng ta, mỗi người đều dựa vào thời gian mà sống cuộc đời của riêng mình, đều có một khoảng thời gian như nhau, nhưng cách sử dụng thì hoàn toàn khác nhau. Khi số tuổi của tôi chỉ từ 1 đến 9, có lẽ đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi được sống thật hạnh phúc, vui vẻ và tự do cùng sự hồn nhiên của tuổi thiếu nhi. Nhà tôi ở quê, bố mẹ hàng ngày chỉ quần quật làm việc từ sáng tới tối, cũng không có mấy thời gian quản lý tôi chặt. Tôi tha hồ mà đi chơi khắp nơi với bọn trẻ trong xóm, tha hồ mà nghịch ngợm quậy phá. Tôi và những người bạn của mình luôn bày ra những trò quái quỷ trêu nhau, cứ thân rồi lại giận, giận rồi lại làm thân. Có cái gì ngon cũng rủ nhau làm đồ hàng rồi chia cho nhau cùng ăn. Chúng tôi quấn quýt với những vụ mùa lúa chín, những trò chơi dân gian, những chỗ ngồi vắt vẻo trên cây bàn đầu xóm và những cơn mưa mùa hạ. Thời đó chúng tôi không hề biết đến những thuật ngữ như game, smartphone, YouTube hay Facebook như thời nay mà mấy đứa trẻ hay bàn. Nếu đem tôi của thời ấy về với mấy đứa trẻ 4.0 bây giờ, chắc tôi cuồng chân lắm. Ngồi trong nhà và xem hoạt hình, chơi game làm sao sánh bằng những trải nghiệm thực tế chúng tôi tự bày ra. Cho nên xã hội phát triển thật tốt, người nhỏ tuổi biết được công nghệ và tiếp cận sớm cũng tốt, nhưng bỏ quên trải nghiệm thực tế về cuộc sống bên ngoài thì kém tốt.
mong sao lứa tuổi thiếu nhi sẽ có một tuổi thơ thật đẹp và đáng giá. Khi số tuổi của tôi là 1X, đầu tiên là giai đoạn học cấp 2 thay đổi nhiều về tâm sinh lý. Sau đó là giai đoạn học cấp 3 phải lựa chọn hướng đi cho tương lai ở độ tuổi trưởng thành là 18, 19. Tôi nghĩ mình cũng như các bạn đồng trang lứa khác, lúc này sẽ cảm nhận được rất nhiều lần đầu tiên trong đời và đặc biệt nhất là cảm giác thích một người khác giới như thế nào. Biết mơ mộng về những thứ giờ nghĩ lại cũng thấy mình thật ngu nghe. Tôi nghĩ nếu các bạn lớn hơn một chút, thích ai thì cứ bày tỏ. Sự mạnh dạn đôi khi là một lợi thế. Hâm mộ ai thì cứ điên cuồng, vì sự xứng đáng mà không làm thì thật hối tiếc. Khi gần hết độ tuổi 1X này, trong tôi mới bắt đầu lo lắng, hoảng loạn vì đứng trước những sự lựa chọn cho tương lai, rằng mình phải nỗ lực học tập để đỗ đại học, rằng phải suy nghĩ xem mình đam mê điều gì. Điều lớn nhất trong tôi khiến bản thân khó chọn đường đi nhất, đó là không thích một thứ gì nhất. Nếu như biết bản thân thích nhất, đam mê nhất một ngành nghề nào đó, thì tôi sẽ sống chết mà chiến đấu tới cùng để đến được với nó. Nhưng tại sao lại không thể? Từ đó tôi đã từ bỏ câu hỏi mình thích gì mà hỏi bố tôi thích điều gì. Bố thích con làm nghề gì hả bố? Bố tôi nói rằng bác sĩ sẽ thật hoàn hảo. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn nghe theo lời của bố mẹ. Vì bố mẹ việc gì tôi cũng sẽ cố gắng đến mức đạt, chứ chưa bao giờ không đạt cả. Dù ngành y đâu phải ngành tôi thích, đâu phải đam mê của tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nó. Và năm 18 tuổi tôi đỗ trường y đúng như nguyện vọng của bố. Về mức độ thích ngành y thì với tôi ở mức bình thường. Nhưng từ khi chọn nó, tôi đi theo suy nghĩ là nhờ nó để cuộc sống mình tốt hơn về sau. Cho nên tôi luôn cố gắng làm thật tốt mà chưa lần nào là tồi tệ cả. Càng ngày tôi càng tìm thấy niềm vui ở ngành mình đang theo học. Vì mình và vì bố mẹ thì tôi sẽ làm. Cho dù thiếu đi mất điều thích nhất là gì, đam mê nhất là gì. Nếu đã chọn lựa, đã gặp được nhau thì đấy chính là duyên nợ. Hãy cùng nó đi một thời gian thật dài, thật xứng đáng. Khi giờ đây số tuổi của tôi là 20 và chuẩn bị sang tuổi 21, nhớ hồi đầu năm tôi còn không tin mình đã sang cái tuổi đầu 2, nghe nó thật lớn và trưởng thành. Tôi có một cảm giác không biết các bạn có giống tôi không. Khi số tuổi ở độ 2X thì thời gian cứ trôi nhanh phùng phục. Tuổi cứ thế mà lớn lên khiến mình không kịp ngoảnh lại. Khoảng thời gian 2X còn là thanh xuân, là những năm tháng tuổi trẻ nữa, chưa bảo sao mà người ta lại trân trọng nó thế, sống hết mình vì nó thế. Thời gian này tôi đang dùng hết sức lực của mình để chuẩn bị cho tương lai thật tốt. Nào là ra trường đúng hạn với tấm bằng xứng đáng. Nào là trải nghiệm những công việc để biết kiếm được đồng tiền như bố mẹ khó đến chừng nào. Nhưng cũng không quên phải sống nhiệt huyết với tuổi trẻ, phải quẩy hết mình với bạn bè. Người ta nói học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ mà. Dù bản thân chưa may mắn tìm được bạn đồng hành để đi tiếp những năm tháng 2X, nhưng tôi cũng không hề vội vàng và quá mong muốn. Tôi nghĩ cứ sống thật tốt một mình trước sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà cứ như vậy lâu quá, tôi sợ mình quen với việc ở một mình và quen với cô đơn. Chúng ta còn trẻ mà, nếu có duyên gặp hãy cứ yêu hết mình, nhưng đừng mù quáng là được. Thực sự tình yêu có sức hút cực kỳ lớn. Hãy nghĩ lại những lần mình tưởng chừng như gục ngã trước mọi thứ ở cuộc sống này. Có người chia sẻ và chở che cho mình thì thật tốt biết bao. Dù thành phố có xô bồ, bon chen và ồn ả bao nhiêu, dù tiết trời mùa đông trở lạnh bao nhiêu độ, dù một năm ngày nào cũng là ngày lễ, thì người có tình yêu họ cũng đều đón nhận cùng nhau. Còn người cô đơn tuy sẽ trải qua được nhưng vẫn thấy thiếu thứ tình yêu ấm áp này. Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 giờ và một năm sẽ có 365 ngày. Hãy dùng khoảng thời gian của mình thật xứng đáng. Thời gian thì không thực sự quay lại được, nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian thật đẹp. Và chúng ta còn trẻ mà, hãy làm những điều mình muốn. Đời người chỉ sống một lần mà thôi. Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio, giọng đọc Hà Diễm, thực hiện Vân Anh, thiết kế Hương Giang. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn và lắng nghe Blog Radio. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn.
Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.